17. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Nếu ta không tham dục, ta sẽ không có phiền não. Nếu ông có tham dục, thì mọi sự tình sẽ phát sinh. Vạn sự, vạn vật, vạn loài trên đời này đều được sinh ra từ lòng tham dục. Nên nói, nhất niệm bất sinh toàn thể hiện. Khi không còn một vọng niệm nào sinh khởi nữa, thì thể tánh toàn chân sẽ hiển bày. Nếu không còn một niệm tham dục nào nữa, thì Phật tánh hiển lộ. Lục căn hốt động bị vân già. Khi sáu căn vừa giấy khởi, chân tâm liền bị mây che khuất. Một khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trở nên dính mắc với trần cảnh, sẽ giống như mây phủ bầu trời, khiến mặt trời không thể chiếu soi được. Điều gì làm căn bản khiến cho sáu căn sinh khởi dao động? Đó là tham và dục. Vì các ông không thể dừng hẳn tham và dục, nên sáu căn biến thành lục tặc, sáu kẻ cướp và sáu thức xuất hiện. Nếu các ông không khởi tham dục, thì kẻ cướp, sáu căn không cướp phá gì được. Còn sáu thức không còn là thức phân biệt nữa. Mọi việc đều trở về cội nguồn của nó và mọi phiền não sẽ tiêu vong. Các ông nên chú ý vào chi tiết này. Tất cả là tùy thuộc ở điểm ông có tham dục hay không. Nếu ông còn có tham dục, thì ông chưa tách rời chính mình ra khỏi ma sự. Nếu ông không còn tham dục, thế là ông đã cùng chư Phật chung phần. Ha ha ha, 问什么的说呵